Cô xin chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng học với chủ đề 5 ở nhà, bài số 1, làm quen với âm tờ và chữ tờ, âm thờ và chữ thờ, âm nhờ và chữ nhờ. Các em hãy mở sách giáo khoa trang số 50 nhé. Trước khi bước vào bài học, các em hãy cùng quan sát tranh và cho cô biết trong tranh có những gì. À, quan sát tranh cô thấy trong tranh có hai bạn thỏ, có con tê tê và có con chim. Thỏ anh thì đang tưới hoa, thỏ em thì đang cầm một chùm nho, con tê tê thì đang đào đất và con chim mẹ thì đang ru con ngủ trên tổ. Xa xa có một ngôi nhà. Cô có các tiếng các từ mới, đó là tiếng thỏ, từ tổ chim, tưới hoa, tê tê, chùm nho, ngôi nhà. Cô có tiếng tổ, tiếng tưới và tiếng tê. Các tiếng này đều có chứa âm tờ. Cô sẽ tô âm tờ có màu đỏ lên. Tiếng thỏ có âm thờ, cô sẽ tô âm thờ có màu xanh. Tiếng nho, tiếng nhà có âm nhờ, cô sẽ tô âm nhờ có màu tím. Bây giờ các em hãy cùng cô đọc lại các từ vừa tìm được nhé. Thỏ, tổ chim, tưới hoa, tê tê, chùm nho, ngôi nhà. Từ bức tranh mà chúng ta vừa tìm hiểu, bây giờ cô xin giới thiệu với các em bài ngày hôm nay. Chủ đề 5 ở nhà với bài 1 tờ, tờ, thờ, nhờ. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào hoạt động thứ nhất, đó là hoạt động luyện đọc. Cô xin giới thiệu với các em, đây là chữ tờ in hoa, còn đây là chữ tờ in thường. Các em hãy nghe cô phát âm nhé. Tờ. Nghe cô phát âm lại. Tờ. Cô mời các em phát âm lại cho cô 3 lần nào. Bây giờ cô trò chúng mình cùng luyện đọc mô hình tiếng có chứa âm tờ nhé. Cô có mô hình tiếng sau. Đây chính là mô hình tiếng tủ. Tiếng tủ có âm tờ đứng trước, âm u đứng sau, dấu hỏi trên đầu âm u. Chúng ta đánh vần như sau. Tờ, u, tu, hỏi, tủ. Mời các em đánh vần lại nào. Cho cô biết, trong tiếng tủ có chứa âm gì mà hôm nay chúng mình học nhỉ? À, các em ạ, trong tiếng tủ có chứa âm tờ mà hôm nay chúng mình học đấy. Các con tiếp tục quan sát bức tranh sau và cho cô biết tranh dễ vì nhé. À các em ạ, trong bức tranh này đó chính là hình ảnh chiếc tủ đấy các em ạ. Chiếc tủ dùng để đựng quần áo cho ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ hơn. Ở đây cô có tiếng sau. Đây chính là tiếng tủ. Các em hãy nghe cô đọc lại nhé. Tủ. Mời các em đọc lại nào. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại từ đầu nhé. Tờ, tờ, u, tu, hỏi, tủ, tủ. Vậy là chúng ta vừa có một âm mới, đó là âm tờ, và tiếng mới, đó là tiếng tủ. Cô xin giới thiệu với các em, đây là âm thờ và chữ thờ. Chữ thờ được cấu tạo bởi hai chữ, chữ tờ đứng trước, chữ hờ đứng sau. Các em hãy đọc theo cô nhé. Thờ, thờ, thờ. Cô mời các em cùng quan sát và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, tranh vẽ một chú thỏ rất là đáng yêu phải không nào các con? Vậy từ đây cô sẽ có tiếng thỏ. Cô có mô hình tiếng thỏ như sau. Tiếng thỏ có âm thờ đứng trước, âm o đứng sau,
dấu hỏi trên đầu âm o, chúng ta đánh vần như sau: thờ, o, tho, hỏi, thỏ. Mời các em đánh vần lại nào. À, vậy là chúng ta đã có thêm một âm mới, đó là âm thờ, và có một tiếng mới nữa, đó là tiếng thỏ. Thật thú vị phải không các em? Bây giờ, các em hãy cùng quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, đây chính là hình ảnh ngôi nhà đấy các em ạ. Nhà chính là nơi chúng ta sinh sống với gia đình của mình đấy. Vậy từ đây, cô có tiếng nhà. Các em có phát hiện ra trong tiếng nhà này có âm gì mà chúng ta chưa được học không? Đó chính là âm nhờ, phải không nào? Vậy đây chính là âm nhờ và chữ nhờ đấy các em ạ. Chữ nhờ được cấu tạo bởi hai chữ, đó là chữ N đứng trước, chữ H đứng sau. Các em hãy cùng đọc theo cô nhé. Nhờ, nhờ, nhờ. À, từ đây cô có mô hình tiếng nhà như sau. Tiếng nhà thì có âm nhờ đứng trước, âm A đứng sau, dấu huyền trên đầu âm A. Chúng ta sẽ đánh vần như sau: nhờ, A, nha, huyền, nhà. Mời các em đánh vần lại nào. Chúng ta vừa hoàn thành xong hoạt động luyện đọc. Cô mong rằng các em sẽ luyện tập phần luyện đọc này thêm với ba mẹ của mình nhé. Bây giờ, cô mời các em cùng chuyển tiếp sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết. Hôm nay chúng ta cùng tập viết các chữ ghi âm tờ, tiếng tủ, chữ ghi âm thờ, tiếng thỏ, chữ ghi âm nhờ, tiếng nhà. Cô mời các con hãy cùng mở sách tập viết tập 1, lật ra trang số 17 nhé. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các em viết con chữ tờ. Các em hãy cùng quan sát. Chữ tờ có độ cao 3 ly và độ rộng 1 ly rưỡi. Nét 1. Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét H đến đường kẻ 3. Nét 2. Tiếp tục rê bút lên đường kẻ 4, rồi chuyển hướng ngược lại, viết nét móc ngược bên phải. Dừng bút ở đường kẻ 2. Nét 3. Từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường kẻ 3, viết nét thẳng ngang ngắn. Chú ý, nét viết trùng đường kẻ. Cô mời các em bấm dừng hình để luyện viết chữ ghi âm tờ nhé. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em luyện viết chữ tủ. Chữ tủ có hai con chữ ghép lại với nhau, đó là con chữ tờ và con chữ u. Thanh hỏi đặt trên đầu con chữ u, quy trình viết như sau. Đầu tiên, các con sẽ viết con chữ tờ có độ cao là 3 ly. Từ điểm dừng bút của con chữ tờ, chúng ta sẽ viết chữ u có độ cao là 2 ly. Thanh hỏi ta viết trên đầu con chữ u. Ta được chữ tủ. Cô mời các em bấm dừng hình để luyện viết chữ tủ nhé. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ thờ. Chữ thờ gồm có con chữ tờ có độ cao 3 ly, con chữ hờ có độ cao 5 ly. Các em đặt bút trên đường kẻ ngang 2, viết con chữ tờ. Rê bút viết con chữ hờ. Dừng bút ở đường kẻ ngang 2. Ta được chữ thờ. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để luyện viết chữ thờ nhé. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em luyện viết chữ thỏ. Chữ thỏ gồm có chữ thờ ghép với chữ o, dấu hỏi trên đầu con chữ o. Chữ thỏ gồm có con chữ tờ có độ cao là 3 ly, con chữ hờ có độ cao là 5 ly và con chữ o có độ cao là 2 ly. Đặt bút trên đường kẻ ngang 2, viết chữ thờ.
Lia bút viết con chữ O. Dấu hỏi trên đầu con chữ O. Cô mời các em bấm dừng hình để luyện viết chữ thỏ nhé. À, như vậy là cô vừa hướng dẫn các em tập viết chữ ghi âm tờ, tiếng tủ, chữ ghi âm thờ, tiếng thỏ. Tương tự như vậy, các em hãy luyện viết các chữ còn lại trong vở tập viết trang số 17 nhé. Và các em đã hoàn thành xong phần 2, đó là phần luyện viết. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các em có một buổi học thật là thú vị. Và các em ở nhà nhớ nghe lời ba mẹ. Chúng mình sẽ cùng tiếp tục gặp nhau trong các tiết học sau nhé. Cô xin chào tạm biệt các em.